Có lẽ cái tên Mặc Bảo Phi Bảo đã không còn xa lạ với những ai yêu thích các bộ truyện ngôn tình xứ Trung. Không chỉ là tác giả nổi đình nổi đám trong giới văn học, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo còn là một nhà biên kịch tài ba góp phần thành công cho nhiều bộ phim ngôn tình của màn ảnh Hoa ngữ. Trong video này hãy cùng Cbiz Phim điểm qua danh sách những bộ phim chuyển thể từ truyện của Mặc Bảo Phi Bảo thành công nhất nhé. Sơ lược về Mặc Bảo Phi Bảo. Các tác phẩm của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo đều mang văn phong nhẹ nhàng sâu lắng. Chuyện của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo luôn có chút sóng gió chờ đợi các nhân vật. Nhưng dù có ngược nhiều ngược ít hay chia xa vì lý do gì thì đến cuối họ vẫn có được hạnh phúc viên mãn bên nhau. Thiết lập nhân vật trong chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo dù có xuất thân cách biệt thì tình yêu vẫn giúp họ vượt qua mọi chông gai. Nam chính dù yêu cũng sẽ không mù quáng từ bỏ sự nghiệp. Còn nữ chính dù tốt bụng hiền lành nhưng tuyệt đối không ngốc nghếch yếu đuối. Chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo có cả dòng cổ trang, hiện đại, dân quốc phù hợp với đại đa số độc giả. Ngoài vai trò là một nhà văn, Mặc Bảo Phi Bảo còn là một nhà biên kịch khá mát tay của dòng phim ngôn tình. Năm 2011, Mặc Bảo Phi Bảo lần đầu làm biên kịch cho bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm với vai trò đồng biên kịch. Đến năm 2015, cô tiếp tục làm đồng biên kịch với Cố Mạn trong tác phẩm Trọn Đời Bên Nhau. Từ năm 2016, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo bắt đầu đảm nhận vai trò nhà biên kịch chính và biên kịch gốc. Năm 2019, tác phẩm đầu tiên của Mặc Bảo Phi Bảo được chuyển thể thành phim. Bộ truyện được chuyển thể thành phim đầu tiên của tác giả là Mực Hầm Mật Ong, còn có tên khác là Người Yêu Dấu Ơi. Khi chuyển thể thành phim đổi tên thành Cá Mực Hầm Mật và nhận được nhiều yêu thích của cộng đồng mạng. Trong những năm gần đây, nhiều tác phẩm của Mặc Bảo Phi Bảo đã lần lượt được chuyển thể thành phim và gặt hái được nhiều thành công. Những tác phẩm đã chuyển thể thành công. Cá Mực Hầm Mật. Cá Mực Hầm Mật được chuyển thể từ phần ngoại truyện của hệ liệt Mật Thất. Nhưng phần ngoại truyện lại được chọn chuyển thể thành phim trước cả hai phần truyện chính. Dù vậy, khi chuyển thể thành phim, Cá Mực Hầm Mật lại nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nữ chính Đồng Niên, do Dương Tử đóng, là thần đồng có IQ cao từ nhỏ đã học nhảy lớp. Cô được cả nhà bao bọc yêu thương lại chỉ biết học nên có tính cách ngây thơ trong sáng và là tấm chiếu chưa từng trải trong chuyện tình cảm. Còn nam chính Hàn Thương Hôn, do Lý Hiện đóng, là người có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng lại là người sống tình cảm và có niềm đam mê rực cháy với thể thao điện tử, được mệnh danh là Gun Thần. Hai người lần đầu gặp nhau tại tiệm net vào đêm muộn. Đồng Niên đến trong tiệm net thay họ hàng lại gặp được ông chú Hàn Thương Ngôn. Cô đã bị thu hút bởi nét đẹp trai lạnh lùng và bí ẩn của người đó. Sau đó cả hai lại gặp nhau khi Đồng Niên bị ba mẹ dắt đi xem mắt với Ngô Bạch, em họ của Hàn Thương Ngôn. Chuyện tình hai người ban đầu có chút trắc trở vì một người là lần đầu yêu đương, người còn lại là cây sắt ngàn năm nở hoa. Tuy nhiên nhờ sự đẩy thuyền hết mình của bạn bè và người thân từ cả hai phía mà Hàn Thương Ngôn và Đồng Niên đã có một mối tình ngọt ngào viên mãn. Bộ phim không chỉ mô tả về tình yêu của tuổi trẻ mà còn giúp người xem có cái nhìn mới về môn thể thao điện tử. Thân Ái Chí Ái. Thân Ái Chí Ái là phần chính trong hệ liệt Mật Thất của Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung của phần này xoay quanh câu chuyện Chị ơi anh yêu em của Ngô Bạch và Ngài Tình. Theo nguyên tác, nam chính Ngô Bạch, do Hồ Nhất Thiên đóng, được mệnh danh là thần chi tả thủ của giới game thủ và là đội trưởng của chiến đội nổi tiếng. Anh bước chân vào giới thể thao điện tử và nỗ lực giành chức vô địch đều vì muốn đến gần hơn nữ thần Ngài Tình, do Lý Nhất Đồng đóng. Ngô Bạch dùng 10 năm để đuổi theo bước chân của Ngài Tình, sau bao năm nỗ lực, cuối cùng anh đã thành công đả động được trái tim nữ thần. Bản chuyển thể thành phim của Thân Ái Chí Ái đã có nhiều cải biên so với tác phẩm gốc, trong nguyên tác và cả trong phần phim Cá Mực Hầm Mật trước đó. Ngô Bạch chính là đại thần trong giới game thủ, nhưng trong Thân Ái Chí Ái, Ngô Bạch đã chuyển nghề sang thi đấu robot. Sự thay đổi này đã gây nên không ít luồng ý kiến trái chiều giữa fan nguyên tác và fan phim. Việc các mỹ nam trong phim không còn ngồi trước bàn phím máy vi tính để chơi game mà lại đứng điều khiển robot dường như cũng khiến cho họ bị giảm đi mấy phần quyến rũ. Nhiều netizen thừa nhận rằng khi thấy Ngô Bạch cầm bảng điều khiển robot họ bỗng thấy không hào hứng muốn xem phim nữa. Châu Sinh Như Cố. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện Cốt Cách Mỹ Nhân, kể về chuyện tình yêu hai kiếp của Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi. Trong đó, Châu Sinh Như Cố là bộ phim kể về kiếp đầu tiên của hai người họ. Châu Sinh Thần là hoàng thân quốc Thích có quyền thừa kế ngai vàng lại chọn ở lại biên quan trấn thủ biên cương. Vì để Thái Hậu và Ấu Đế yên tâm, Châu Sinh Thần đã thề cả đời không lấy vợ sinh con. Còn Thôi Thời Nghi là danh môn quý nữ được định hôn từ bé với Thái Tử. Thời Nghi được gửi đến Nam Thần Vương Phủ bái Châu Sinh Thần làm sư phụ. Hai người cùng sống tại Nam Thần Vương Phủ những ngày tháng bình dị. Mỗi lần sư phụ đi đánh trận, Thời Nghi đều ở tại Thần Nam Vương Phủ chờ tin chiến báo thắng trận. Cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng lại không thể nói ra. Ngăn cách giữa họ là định kiến, lễ giáo là lời thề son sắt với đất nước.
Châu Sinh Thần vì nghi kỵ của đế vương mà bị gán tội mưu phản và nhận hình lăng trì xử tử. Kết phim là lời hẹn ước kiếp sau thời nghi gả cho Châu Sinh Thần rồi cô nhảy thành tuẫn táng theo người yêu. Một đời một kiếp. Một đời một kiếp là phần tiếp theo của Châu Sinh Như Cố trong truyện Cốt Cách Mỹ Nhân. Nam chính Châu Sinh Thần kiếp này là đại thiếu gia Châu gia giàu có. Anh vốn đang làm giáo sư nghiên cứu khoa học nhưng lại phải trở về kế thừa gia nghiệp. Còn thời nghi kiếp này trở thành một diễn viên lồng tiếng vừa tài giỏi lại xinh đẹp dịu dàng. Hai người lần đầu đi ngang qua nhau ở sân bay đã có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Châu Sinh Thần muốn thừa kế gia nghiệp phải chấp nhận điều kiện thành gia lập thất. Đứng trước sức ép trưởng bối, Châu Sinh Thần quyết định cầu hôn thời nghi. Còn thời nghi vốn đã có ý với Châu Sinh Thần nên đã lập tức đáp ứng. Hai người cùng nhau hợp sức vực dậy ngành nghề truyền thống và phát triển gia tộc. Sau đó, thời nghi trong một lần cứu anh mà bị thương nặng rơi vào hôn mê. Châu Sinh Thần vì cô mà từ bỏ gia nghiệp ở bên chăm sóc cô. Sau khi thời nghi tỉnh dậy, cả hai đã có một đám cưới ngọt ngào hạnh phúc. Quy Lộ, Đường Về. Quy Lộ là bộ phim kể về câu chuyện tình đường trộn thủy tinh với nhiều trắc trở của anh chàng quân nhân Lộ Viêm Thần do Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận và cô nàng Quy Hiểu do Đàm Tùng Vận đảm nhận. Hai người vốn là bạn học thời cao trung, là mối tình đầu trong sáng, cũng là tình cuối mặn nồng của nhau. Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần vốn là bạn học thời niên thiếu. Một người được lớn lên trong gia đình bình yên hạnh phúc, là công chúa nhỏ của ba mẹ. Một người lại phải sống dưới sự bạo hành của người cha tệ bạc. Cả hai có tính cách trái ngược vào lúc tuổi trẻ mộng mơ đã gặp và trở thành tình đầu của nhau. Quy Hiểu đã dùng sự lương thiện, ấm áp và tình yêu sưởi ấm trái tim lạnh lùng từng bị tổn thương của Lộ Viêm Thần. Tưởng rằng tình cảm của cả hai sẽ tiếp tục bình yên như vậy, nhưng sóng gió lại đến với gia đình Quy Hiểu. Đúng thời điểm đó, Viêm Thần đang làm đặc cảnh ở biên cương không thể bầu bạn bên cô. Vì vậy mà cả hai cứ vậy chia tay dù trong lòng vẫn vương vấn đối phương. 8 năm sau, Quy Hiểu tình cờ gặp lại Lộ Viêm Thần, mặc dù trong lòng lại gợn sóng, nhưng vì khúc mắc quá khứ mà không chủ động liên lạc lại với anh. Mãi đến 2 năm sau, khi Quy Hiểu đi công tác đến bên cạnh nơi Viêm Thần làm nhiệm vụ, thì cả hai mới gặp lại nhau một lần nữa. Tình yêu vốn tưởng đã lụi tắt lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt. Họ vẫn không tự chủ được hướng về đối phương, quan tâm đối phương. Cuối cùng, nhờ cha mẹ mai mối, Quy Hiểu và Viêm Thần đã trở về chung một mái nhà. Tưởng rằng từ đây cả hai sẽ hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ của riêng mình, ngờ đâu sóng gió lần nữa ập đến. Viêm Thần bị thương và hôn mê trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Quy Hiểu cùng đứa con trong bụng vượt ngàn dặm đến chăm anh. Sau bao trắc trở, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần cũng có một happy ending cùng cô con gái nhỏ tại thành phố biên giới. Rất nhớ rất nhớ anh. Câu chuyện phim của Rất nhớ anh xoay quanh mối tình ngọt ngào giữa Mạc Thanh Thành và Cố Thanh, hai con người có chung niềm đam mê với ẩm thực và âm thanh. Lần đầu tiên Cố Thanh gặp Mạc Thanh Thành là lúc anh tới siêu thị nhà cô mua đồ. Ngay khoảnh khắc chạm mắt với anh, cô đã bị thu hút. Lần thứ hai Cố Thanh trông thấy Mạc Thanh Thành là khi cô chứng kiến chàng bác sĩ này vì đứng ra bảo vệ người khác nên bị thương. Sự việc đó càng khiến Cố Thanh có hảo cảm với anh. Ở trên mạng, Cố Thanh là fan cứng của một vị đại thần giới lồng tiếng có tên là Thương Thanh Tử. Anh ấy là ngôi sao sáng chói trong giới, có rất nhiều fan hâm mộ. Cố Thanh thích Thương Thanh Tử đến nỗi chỉ cần anh cất giọng lên cũng đủ khiến cô mê mẩn. Nhờ một dự án hợp tác chung giữa bạn cùng phòng với nhóm lồng tiếng của Thương Thanh Tử, Cố Thanh có dịp được làm việc cùng người mình mến mộ đã lâu. Câu chuyện tình yêu giữa họ trong thế giới ảo từ đó cũng bước ra ngoài đời thực. Sau khi có cơ hội gặp nhau, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trên mạng và ngày càng bị đối phương thu hút, rồi cùng nhau viết lên câu chuyện tình ngọt ngào. Với những khán giả thích dòng phim ngôn tình ngọt ngào từ đầu đến cuối và nói không với drama, Rất nhớ anh là tác phẩm không thể bỏ qua. Bộ phim này không có tiểu tam trà xanh, không có bi kịch trắc trở, tất cả chỉ là những phân cảnh yêu đương ngọt ngào của Mạc Thanh Thành và Cố Thanh mà thôi. Dĩ nhiên, cũng sẽ chẳng có nhân vật phụ nào đứng ra ngăn cản tình yêu giữa họ. Thay vào đó, tất cả đều rất đáng yêu, cùng đẩy thuyền và chúc phúc cho đôi trẻ. Giữa cơn bão tuyết. Câu chuyện phim của Giữa cơn bão tuyết xoay quanh hai nhân vật chính Lâm Diệc Dương do Ngô Lỗi đảm nhận và Ân Quả do Triệu Kim Mạch đảm nhận. Lần đầu tiên họ gặp nhau, đó là vào một buổi tối trời đổ bão tuyết trắng xóa trên đất Phần Lan. Ngay ngày hôm ấy, Lâm Diệc Dương đã bị cô gái xinh đẹp này thu hút, muốn tiến đến làm quen với cô. Lâm Diệc Dương vốn là du học sinh tại đây, còn Ân Quả mới lần đầu tiên đặt chân tới thành phố xa lạ này để chuẩn bị cho giải đấu Biaco sắp tham dự, cũng như để giúp cậu em họ Mạnh Hiểu Thiên làm quen với cuộc sống nơi đất khách. Hai người gặp nhiều khó khăn vì lạ nước lạ cái nhưng may mắn được Lâm Diệc Dương giúp đỡ. Sau đó,
họ dần trở nên thân thiết với nhau. Trước những hành động ấm áp của Lâm Diệc Dương, Ân Quả dần siêu lòng. Càng tiếp xúc nhiều với Lâm Diệc Dương, cô càng hiểu người đàn ông này dù vẻ ngoài có phần lạnh lùng, tuy nhiên thực chất lại rất tình cảm, tử tế, được bạn bè xung quanh cực kỳ yêu mến. Không chỉ vậy, cô còn biết được quá khứ mà Lâm Diệc Dương muốn chôn vùi. Thì ra, Lâm Diệc Dương từng là một thiên tài bia, cũng là đối thủ cùng thời với người anh họ là quán quân thế giới của cô. Vì nguyên nhân nào đó, anh đã từ bỏ sự nghiệp thi đấu mà mình vẫn luôn tự hào. Dẫu thế, ngọn lửa đam mê với bộ môn bia vẫn âm ỉ cháy trong trái tim Lâm Diệc Dương. Và rồi, Ân Quả không chỉ là tình yêu của Lâm Diệc Dương, mà còn trở thành người giúp anh tháo gỡ những khúc mắc trong lòng để có thể một lần nữa đặt chân lên con đường mà anh nên tiến bước. Đến cuối cùng, cả hai cùng viết nên một câu chuyện ngọt ngào. Ngoài những bộ phim mà mình đã kể ở trên, tác giả Mạc Bảo Phi Bảo vẫn còn hai bộ phim đang trong giai đoạn tiếp xúc là 12 năm kịch Cố Nhân và 1cm Ánh Dương. Bạn có nhận xét gì về các tác phẩm của Mạc Bảo Phi Bảo? Và bạn có xem bộ phim chuyển thể nào của Mạc Bảo Phi Bảo hay chưa? Để lại ý kiến ở phần nhận xét nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nhé! See you!